Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Bóng đá mà thiếu đi những diễn viên hạng A, những thần tài trong mảng diễn xuất làm lố thì nó lại nghiêm túc quá, không hấp dẫn. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng giải trí cực mạnh khi chiêm ngưỡng lại những pha ăn vạ và gian lận siêu lộ liễu của các ngôi sao sân cỏ như Cristiano Ronaldo, Neymar, những thanh niên cầu diễn nổi tiếng nha. Lên đường thôi nào! Thôi, nhìn chẳng cần phải nói nhiều về cú bóp cỏ huyền thoại này của Cristiano Ronaldo rồi bà con nhỉ. Nó đã từng chễm chệ lọt trong top những pha ăn vạ nổi tiếng nhất nhì lịch sử bóng đá cơ mà. Điểm 10 diễn xuất CR7. Tình hình Sergio Ramos có quả đánh góp cồng kềnh level max. Đã thế pha đá bồi cũng đập vô xà ngang thế này. Bảo sao Cristiano Ronaldo không tàu hỏa nhập ma mà chơi bóng rổ ngay trên sân. Như một pha úp rổ chuyên nghiệp, ảo thật đấy anh Bảy. Thôi nào anh Bảy, là do anh vấp bóng đấy nha, chứ ai làm cái gì đâu. Vẫn kiến nghị với trọng tài được thì cũng chịu đấy. Ừ thế mà vẫn kiếm được quả đá phạt, xong rồi lại ghi bàn luôn này. Wow, tuyệt vời nha Ronaldo. Ồ kìa Ronaldo, chúng ta là đồng đội tại MU mà. Đừng quên điều đó. Bỏ ra bạn ơi. Đây là trên tuyển, cứ đối đầu với nhau là kẻ thù hết. Ok. Pha mách lẻo cùng cú nháy mắt huyền thoại này của CR7 chắc chắn sẽ khiến Rooney cùng đội tuyển Anh cay lắm. Nhưng mà biết làm sao giờ. Ấy chết chết, hơi lỡ đà chút các bác thông cảm. Khoan khoan, cho đá lại cái nào. Này, pha dàn xếp đá phạt tiểu xảo của Cristiano Ronaldo cũng phải đầu tư gắt gao lắm chứ đùa đâu. Nhìn công phu thế kia mà. Lionel Messi thời trẻ cũng là một chú lương chính hiệu đấy chứ. Tính che mắt trọng tài hả người anh em, không có dễ đâu ha. Dùng tay rõ ràng, thẻ vàng cảnh cáo cho tội lương lẹo. Ôi chết, đấm thế vỡ bụng Mbappe thì sao? Không biết đây là người anh em thân ai nấy lo với Neymar hả? Đụng nhẹ một cái là lăn lộn liền, số khổ. Ôi đây rồi, đợi mãi, đang trong khúc tìm ra chủ nhân của danh hiệu vua ăn vạ. Làm sao Neymar không sử dụng màn lăn lộn khắp chục vòng trái đất này để mà dự thi cơ chứ? Nó nổi tiếng quá mà, lăn mà thấy đau giùm cựu sao Barcelona luôn á. Mượt lắm, không một cú vấp. Mặc kệ đội bên kia khiếu nại đòi phạt thêm thẻ hay gì, mình cứ tranh thủ khoét hố ở chấm đá phạt penalty đã. Một pha gài bẫy IQ vô cực của thủ môn McQueen hit và thế là đội bạn xúc tạch phạt đền liền. Đúng là một trap boy thứ thiệt. Đúng rồi, nằm ôm chân đi, sắp khóc chưa Neymar để con biết đường chăm sóc tiếp này. Ôi mọi người ơi, Matuidi bị chấn thương rồi này, ôm chân đau đớn lắm. Ờ nhưng mà đồng đội ghi bàn rồi hả? Thế thì thôi không đau nữa đâu. Ờ làm sao, tôi cầu diễn đấy, cay chưa? Drogba bị cho đo sàn rồi, mà cỡ voi rừng mà chịu nằm sân dễ dàng như vậy hả? Hơi nghi nghi đó ha. Rồi rồi, mở mắt ra quan sát rồi đấy, thẻ chưa anh Tài ơi. Văng vỡ boy Pique lần này đã bị trap boy Ronaldo cho vào trồng rồi. Tức lắm, nhưng mà đâu có làm được cái chi. Thôi dù sao mới chỉ có thẻ vàng, vẫn được đá tiếp là ngon rồi. Chấn thương, à anh Tài, chấn thương rồi này có phạt đền gì không ấy nhỉ? Đợi mãi không thấy gì. Thế thì thôi để Messi tôi ghi bàn luôn cho nó nhanh. Mất công tốn chất xám diễn nãy giờ bực mình.
thêm quả nữa nè. Ừ, mặt cứ nhăn nhó đi, trông cũng tội mà thôi cũng kệ ni ma, a hi hi. Không có quả đánh đầu ghi bàn nào ở đây hết đâu nha. Tất cả chỉ là cú vẫy tay nhẹ của Mbappe thôi mà. Giờ có công nghệ va rồi anh bạn à, sao mà thoát được, nhận cái thẻ vàng đi. Ôi chết, xin lỗi, hơi quá chân xíu. Neymar có sao không bạn? Đứng dậy chơi tiếp đi chứ hả? Đừng bao giờ làm điều gì thừa thãi, dù chỉ là một giây khi mà Ronaldinho vẫn còn đứng đấy nha. Lời khuyên chân thành luôn đó, bởi vì với một chuyên gia trừng trị sai lầm như Rô Vẫu, chỉ cần sơ sẩy một tí ti thôi là đội bên kia đều phải trả giá đắt hết, ok? Đã thấy sự khắc nghiệt chưa, Neymar? Ông ăn vạ ra đây cho tôi xem nào, bị kéo áo nè, chết chưa? Hai ông cùng đau, nhưng mà hình như đều là diễn viên thì phải. Thôi thì mình có bóng thì cứ triển khai tấn công luôn cho bất ngờ họ hàng đi. Fair play ở đâu đấy hả? Fair play ở đâu ấy hả? Xin lỗi, nó bị bay mất tiêu rồi. Ờ, làm gì được tôi? Quả độc lệnh viết trên chai nước này, tinh vi quá. Người thường khó mà có thể biết được. Đấy chú em nha, mọi kỹ năng anh viết hết ở chai nước đó rồi. Lúc nào quên thì lôi ra xem nha. Ờ nhưng mà đổ đúng hướng hết theo chỉ dẫn rồi mà vẫn thua kìa. Hơi đắng một chút nhưng mà không sao. Người anh em đã cố gắng hết sức rồi. Ghi nhận công danh nha. Vừa rồi là những pha ăn vạ và gian lận vô cùng lộ liễu của các ngôi sao sân cỏ, tấu hài thật sự luôn ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nếu thấy hấp dẫn đừng quên ấn like và subscribe nha. Xin chào!